có chế độ đấy. Ờ thì tốt, có chế độ hô gì. Vâng, có cả xem. Nó còn có cả chế độ giọng nói. Đúng, cũng có ừ. Điều khiển bằng giọng nói. Có tự lùi vào choàng không? Không có. Okay. Còn cái viết nó chỉnh chắc là không được như này. Nó chỉ có mỗi có ghế lái là chỉnh bằng này thôi, còn ghế phụ thì là chỉnh cơ. Chỉnh cơ bằng cái dưới này với cả okay. Đấy. Một cái nữa là đấy, khi mình vào xem làm các động tác đấy xong thường là có ấn cái nút khóa luôn thì là nó chắc nhất. Trời ơi, mưa mưa thằng này nó tự động nó ấy thôi. Vâng. Nó tự động nó thằng này nó tự động toàn bộ nó của tự con này cũng cái kia ông đấy đèn tự động và là tự động cả xe thì mình để hết tự động còn là có nước là nó lại loại cả. Đấy, khi mà lên rồi thì mình sẽ tìm hiểu hết tất cả các chức năng của các mời đồng chí Dũng. Vâng. Các cái nút. Báo cáo đồng chí. Còn lúc đang đi thì trong cuộc họp đảng ủy phường sáng nay có chuyện gì? Có nhiều nội dung quan trọng. Cái xe kia của con là nó có Apple CarPlay, tức là nó kết nối trực tiếp với điện thoại. Xong rồi là mình dùng Google Maps trên điện thoại. Đấy, thay vì là phải đợi cập nhật phần mềm của hãng thì là mình dùng phần mềm của điện thoại. Kiểu như thế thì con thấy nó cũng khá là hay hơn, thế còn hay hơn này. Đấy thì bởi vì bây giờ bố muốn cập nhật cái bản đồ đây lâu đúng không? 20 triệu. Ôi giời, 20 triệu nó mới cho mình cập nhật bản đồ đấy rất cũ. Thì bây giờ xu hướng nó như thế. Nó như vậy của Đức thì nó nhận luôn là thằng Mazda nó không phát triển sâu về phần mềm. Đấy mà nó tích hợp xong rồi là điện thoại nó tự theo. Kiểu như thế. Điều quan trọng là các đồng chí cán bộ tiếng cho mấy nhỏ chờ, vâng. Hoặc là con tắt tiếng cho to tiếng có như thế. Vâng. Chúng ta mình tiếng. Rồi điện thoại đây khi mình muốn nghe thì mình ấn đây của con kia cần số là nó vẫn ở bên này. Cần số vẫn ở bên này, vẫn ở bên này rồi là nó cũng có chỗ để tay như này nhưng mà nó hơi dài. Cái này thì nó tay hơi kia dài kia nó tì tay ở đấy đi chứ có tì tay ở đây đấy nhưng mà ví dụ như là của bố ở đây là bố bấm cái nó mở đúng không? Đấy thì nó rất là tiện nhưng mà của con nó bị một cái là con phải đẩy về sau sau mở lên thì cái đẩy về sau là nó hơi dài đấy là nó bất tiện hơn chỗ đấy. Cái khăn đây thì biết sợ mấy con chó làm hỏng mất cái màn cái móng chân của nó. Vâng. Đấy, bọn chó nó nghịch mà. Đúng rồi. Và cái thỏ nó nghịch đâu mà. Đây này còn cả một cái lọc không khí cũng mang từ mua từ Nhật về. Vâng. Lọc không khí trong xe. Vâng. Bởi vì trong này nó hay bị CO2 trong xe và giờ cũng bị như thế. Đây là da thật. Cả hôm nào bố cóp cho con cái đĩa Tây Tạng ấy. Bố cóp cho con trò cái đấy nghe hay. Đi lại cái đấy nó nhẹ nhàng. Với cả cái kia nó đang ở đây rồi đây này. Vâng, đấy thì mình cóp thẳng vào thì nó ấy hơn. Nó đi nó nhẹ nhàng. Nó có cổng USB hay cái gì? Có USB có à của con không có đầu đĩa. Con không có đầu đĩa. USB thì cài xuống. Kéo USB. Kéo ở trên kia xuống mà. Đúng rồi thì bố kéo xuống nha con. Cái nguồn ở đâu nó xịn ấy. Thì bố chỉ cho con xong rồi là con kết nối con cho về điện thoại. Đấy kết nối vào điện thoại thôi. Điện thoại vẫn được. Hoặc là cổng USB mình nghe. Đấy. Kiểu đấy. Còn cái gương chiếu hậu này quy của con là nó có chống lóa. Rồi là mua thì nó tặng kèm một phụ kiện 25 triệu. Thì trong đó là có cái dán kính. Dán đen, dán kính cách nhiệt. Dán hết cả bốn kính. UV. Đấy, chống UV với cả chống đấy, bên ngoài không nhìn vào được. Rồi là nó mát xe hơn. Kiểu như thế. Rồi là sáng. Đấy thì nó cũng có thể mình bỏ tiền cũng được, cơ bản là đi xe. Nó tặng mà. Tội gì? Cái bộ đấy là 15 17 triệu đấy. Đi lạo dạo đi. Vâng. Trong ấy đi. Xin nha. Bắt đầu ấy là phải xin nha. Cái gì là bây giờ là phải để ý cái xin nha. Vâng. Ô tô rất quan trọng cái xin nha. Để người ta còn biết được. Vâng ạ. Đây này, cái lưới mới là của dòng mới ấy. Con này là con gạch ngang ngang nữa. Con này là con cao gầm. Con đây là con gầm cao. Bây giờ bố con mình sẽ đi ngang qua cái đoạn này là một đoạn chuẩn bị là cũng đi vào khai thác rất là đẹp. Nhìn bên phải là bên trái đấy, 9 tầng. Nhìn nó cái hai tòa nhà 9 tầng nó rất là
sẽ là khu ẩm thực dịch vụ khá là đẹp, nhìn thẳng ra cầu với cả đấy, hồ ấy, các thứ đấy. Mà chỗ này rẻ lắm, chỗ này bán thì đắt mà giá thuê thì rẻ đấy, giá thuê có 10 đô một mét à. Rất là rẻ. Thì giả sử như bác Dương này, bác hay đầu tư chẳng hạn, bác mua là cho thuê làm homestay thì rất là lãi. Bây giờ bố bảo hôm nay bác ngoại thì bác cập nhật bảo bây giờ có những khách sạn 5 sao tôi vừa vào Sài Gòn tôi ở có hơn 1 triệu một đêm. Covid đã giảm. Đấy, trong khi là ở Eco Park này bố biết không, một căn hộ chung cư một đêm là hơn 2 triệu. 2 triệu một đêm, trong khi mấy cái nhà villa mặt đất ấy là hơn chục triệu một đêm. Đấy. Cũng bảo sao đắt đấy. Bảo thế mà không có đủ để mà cho thuê đâu, nhất là cuối tuần bao giờ cũng full phòng. Bên này đang làm cho thuê tốt lắm. Đấy, như hôm trước bác Dương bác biết đấy, là một căn hộ đầu tư có 1.800.000 đến 1 tỷ mà vâng, con có nhìn rồi, mà cho thuê được 1 tháng đã được 5 triệu rồi. Đây, cái đoạn đường ngày xưa mình đi đây thì hồi bác Tuấn ấy. Mình đi cái đoạn này. Tuấn vẫn kẹt ở Mỹ. Vẫn kẹt ở Mỹ. Cái giải bên phải này của nó là Hồ Thiên Nga. Thiên Nga vẫn tốt hả? Vẫn tốt ạ, sinh sôi nảy nở mầm. Xong rồi có những con cò, con vạc ở nơi khác nó bay về. Lên bản cao cấp hơn có đĩa. Nó bao giờ chẳng có đĩa. Vài ba đĩa. Nó thấy cũng không cần đĩa lắm. Không cần DVD lắm. Nên là muốn có DVD thì lên bản cao cấp hơn. Thôi. Chỉ có thể lắp thêm cái camera hành trình. Đúng rồi, có nghĩa lắp thêm cam hành trình. Chục triệu là hết không? Mấy triệu thôi. Cảm tốt vào, tốt quá. Thay liên tục. Vâng. Phải nó phải tốt xịn xịn thì đây, trước mắt nó là lối vào của biệt thự đảo. Cái khu rất là đắt, đã bán được một nửa rồi. Chuẩn bị đợt tới là bán tiếp. Đợt trước là bán những cái căn nhỏ. Bây giờ đợt tới là bán căn to. Đây, cái đoạn mình sẽ đi tiếp theo đây là cái vành đai Hàn Quốc. Korean Bell, tức là sẽ phát triển theo cái